ai cần mình cần mọi người vô cổ vũ cho chị gái nha. Không tê. Ủa có tê không chị? Có tê. Dạ bà chào anh Hiệp gái nhé. Hiệp gái hỏi gì ạ? Cổ vũ kiểu gì ta? Vỗ tay hả? Đức Thắng ơi, tạm thời thì mình coi hình xăm trước nhá. Lát nữa cuối livestream thì mình sẽ quay mặt chị gái cho mọi người coi nhá. Đúng rồi nha Linh con ơi. À, Hiệp gà ơi, à, bạn inbox của bên mình đi, kết thúc livestream bên mình sẽ tư vấn vào giá hợp lý cho bạn nhé. À, ok đại mẹ nha. Thị Sở Ún ơi, bạn cứ theo dõi cái livestream này, cuối livestream mình sẽ quay mặt chị gái cho bạn coi nhé.